Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và đón nhận thông điệp từ người thầy tâm linh Future Self của bạn giúp bạn giải quyết. Mi chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên. Thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Tụ bài số 1. Đón nhận thông điệp người thầy tâm linh giúp bạn giải quyết và xử lý sự việc hiện tại. Nhé. Bạn nhận được lá bài The Heart. Trái tim. Tụ bài số 2, hãy cùng đón nhận thông điệp từ người thầy tâm linh giúp bạn giải quyết và xử lý sự việc hiện tại nhé. Bạn nhận được một lá bài là Apocalypse. Rồi, tụ bài số 3. Hãy đón nhận thông điệp từ người thầy tâm linh giúp bạn giải quyết và xử lý cho sự việc hiện tại của tụ bài số 3 nhé. Bạn nhận được lá bài là The Self. Ok. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1. Đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. The Heart là trái tim của chúng ta. Đây là trải bài chung. Mình sẽ phải làm rõ là mình không biết cụ thể là cái câu chuyện của các bạn cần phải làm rõ, giải quyết, xử lý, cụ thể là công việc như thế nào. Nhưng mà khi trải bài của các bạn, The Future Self là người thầy tâm linh á, gửi đến cho các bạn một cái lá bài là trái tim. Hoặc là các bạn tụ bài số 1, bạn sẽ là mẫu người quá lý trí rồi. Chúng ta luôn phải có cái sự cân bằng giữa trái tim và lý trí. Đấy. Hoặc là bạn quá lý trí, hoặc là bạn đã chạy theo cái gọi là cái sự dẫn dắt, lời ăn tiếng nói, quan điểm và suy nghĩ của những người xung quanh mà bạn bỏ rơi mất, bạn bỏ quên mất. Cái cảm giác, cái cảm xúc, cái mong cầu, cái mong muốn, cái nhu cầu của chính bản thân của mình. Một trong hai cái option, một trong hai cái lựa chọn đó. Vậy thì đây là trải bài chung, bạn sẽ biết bạn thuộc cái nhóm nào. Vậy thì chung quy trở lại, The Heart là cái trái tim á. Có một số những cái khái niệm Tây Phương vẫn cho rằng là sâu thẳm bên trong tim có một, trong trái tim của chúng ta có The Cave là cái hang á các bạn. À, cái hang, cái khái niệm ở bên Tây Phương và khái niệm đặc biệt là về archetype là giá. Archetype là nguyên gốc, nguyên mẫu, nguyên gốc, nguyên mẫu, nguyên hình. Vậy thì cái hang đó nếu mà chúng ta bị gọi là không có len lỏi vào được trong hang thì mình sẽ không chạm được vào đúng thật sự con người của mình, hoặc là chúng ta không có để cái cảm xúc sâu bên trong hang là trong trái tim mà nó thoát ra được đó, thì mình đôi khi cũng kiểu giống như là nó hơi lơ bơ một chút xíu. À, vậy thì quay trở lại vẫn là cái The Heart này, nó cho mình có rất là nhiều những cái mà băn khoăn khi mình nhìn cái lá bài này. Không biết các bạn tụ bài số 1, bạn đã bao giờ bạn nghe cái câu từ trái tim sẽ chạm được tới trái tim chưa? Đó, thành ra là nếu mà bạn thuộc nhóm quá lý trí, hoặc là bạn đang thuộc nhóm mà mình đang bị tác động bởi ngoại cảnh quá nhiều, và rốt cuộc cuối cùng cái chuyện mà bạn phải xử lý, bạn phải giải quyết, bạn phải gọi là giải quyết, sắp đặt cho nó ổn thỏa, thì vẫn là việc của mình mà thôi. Thành ra là cái option thứ hai, nếu như mà bạn đang ở trong cái tình trạng hoàn cảnh mà bạn bị ngoại cảnh, người ngoài mà họ tác động, họ có những cái góp ý, dù là tích cực hay là chưa tích cực, chân thành hay là chưa đủ chân thành á, thì có lẽ cái option thứ hai, bạn thuộc cái nhóm này á, bạn phải tỉnh giấc. Chắc chắn là bạn phải chấm dứt cái việc đó ngay. Chấm dứt cái việc đó ngay, vì đó là cái việc của các bạn tụ bài số 1. Và quay trở lại, nếu bạn thuộc là cái nhóm mà lý trí của bạn quá nhiều, thì đây, The Heart là trái tim.
Trái tim mình đang nhìn thấy một điều là future self của các bạn tụ bài số 1 á, đang gợi nhắc cho các bạn rằng là đã bao giờ bạn gặp một cái tình huống nó hao hao, nà ná, giống giống, tựa tựa như thế này trong quá khứ hay chưa? Nếu có, hãy suy nghĩ về cái lần đó và bạn hãy cảm giác lại, bạn hãy mường tượng lại lần đó đấy, vào cái thời điểm lúc đó đấy, bạn cảm nhận như thế nào? Bạn cảm giác ra sao? Đấy, vậy thì bạn có muốn lấy lại cái cảm giác đó không? Bạn muốn lấy lại cái cảm nhận đó không? Nếu muốn thì tự khắc bạn biết bạn phải làm gì trong hiện tại. Nếu không, tương tự bạn cũng tự khắc bạn biết bạn sẽ phải làm gì trong hiện tại. Và lúc nãy mình có đang nói đến cái The Cave là cái hang sâu thẳm, một cái vùng, một cái khu vực, một cái miền mà gọi là sâu thẳm trong trái tim của mình á. Tự nhiên lúc đó cái mình quên, tự nhiên nó bẻ quẹo thành ra mình sực nhớ bây giờ mình quay trở lại. Có rất là nhiều những cái khái niệm sâu thẳm trong trái tim của chúng ta, có thể là một cái hồ sen thuần khiết nhất. Vậy thì bạn hình dung nếu bạn ở sâu thẳm trong hang đó, bạn hình dung nếu bạn đang ở trong một cái hồ sen mà nó đẹp đẽ và thanh khiết đến mức độ như vậy, bạn cảm thấy như thế nào? Rồi, và cả cái lá bài The Heart là cái trái tim này, mình cũng cảm nhận là người thầy tâm linh của các bạn thuộc bài số 1 á, đang gợi nhắc để cho bạn có thể dễ dàng có những cái cảm giác mà hình dung, mà tưởng tượng như lúc nãy mình vừa nói các bạn thuộc bài số 1 á. Có thể chỉ đơn giản thôi, bạn ngồi một mình á, bạn nhớ nếu mà cái nhóm thứ hai mình đã kêu là bạn phải cắt đứt ngay cái nhóm thứ hai, không tồn tại được cái việc vì đây là việc của mình. Vậy thì bạn thử bạn ngồi một mình á, bạn nghe một bản nhạc nhẹ thì sẽ thế nào? Nếu như mà bạn có nuôi thú cưng á, bạn hãy lặng lẽ ở bên cạnh thú cưng, bạn có thể vuốt ve nó. À, nhẹ nhàng ở bên cạnh thú cưng thôi. Rồi hoặc có thể bạn sẽ đọc một cuốn sách, hoặc có thể bạn sẽ ngắm một cái cảnh khung công viên, hoặc là cái khung cảnh ở ngoài cửa sổ của bạn thì sẽ như thế nào. Tại vì những cái khoảnh khắc mà bạn cảm thấy nó có thể là không có mang lại cái giá trị gì cả về mặt lợi ích ấy, nhưng mà biết đâu cái khoảng lặng nhỏ nhỏ như vậy khiến giúp cho các bạn tụ bài số 1 có thể chạm sâu lại vùng mà trong khu vực trái tim của bạn, để nó có thể chế ngự được cái cảm giác về tâm trí của các bạn, về cái lý trí của các bạn á, nó đang theo kiểu giống như là bạn hình dung là lý trí luôn luôn là tốt, lý trí và con tim nó phải cân bằng thì nó mới tốt. Tại vì lý trí giúp bạn sáng suốt phân tích, nhưng nó cũng sẽ tạo ra những cái giới hạn dựa trên những trải nghiệm của bạn, coi như nó sẽ khiến cho các bạn không, không được như vậy đâu. À, vội vã làm đi, bởi vì nhanh lên hết thời gian rồi. Nhưng mà chỉ có trái tim á, nó rất là gần cái belly, là gần cái bụng của chúng ta, là khu vực cái não thứ hai. Đấy, thì não thứ hai là cái kênh kết nối giống như wifi và các bạn wifi đó. À, giống như vậy mới có thể kết nối được với những cái thông điệp mà future self là người thầy tâm linh cộng cả là đấng bảo hộ gửi cho bạn tín hiệu và sự soi đường chỉ lối và dẫn dắt, chỉ có một chỗ đó mà thôi. Đó là the heart là như vậy, kiểu giống như là hãy mở rộng cái sự nhận thức của các bạn mà bằng cảm xúc chứ không phải là cảm tính, mở rộng cái tầm hiểu biết, cái nhận thức của bạn bằng cái tiếng nói sâu thẳm trong trái tim, trong tâm hồn của các bạn tụ bài số 1. Tự khắc, à, bạn đã có cái cơ sở, bạn đã có cái manh mối, bạn đã có cái sự gợi ý để bạn biết bạn phải làm gì kế tiếp cho cái sự việc bạn cần phải giải quyết và xử lý. Xin người thầy tâm linh, the future self của các bạn tụ bài số 1, hãy soi đường chỉ dẫn cho tụ 1 giải quyết và xử lý sự việc của tụ bài số 1. Bạn nhận được lá bài ok, ách, hai lá, bạn cho mi xào lại nhé, mi chỉ muốn lấy một lá duy nhất mà thôi. Xin vũ trụ và người thầy tâm linh future self của các bạn tổ một hãy chỉ dẫn, soi đường chỉ lối. Wow, hay quá, vừa mới soi đường chỉ lối là ngay có một cái Chapter 1 với lại the end. Chapter 1 là chương 1, chương bắt đầu, chương khởi điểm. The end là kết thúc. Cái lá bài này rất hay, cái lá bài này đang rất đặc biệt. Mình thấy sự kết nối với the heart ở phía trước. Mình cứ đang có một cái cảm giác là Chapter 1 và the end là khởi đầu và kết thúc. Thành ra cái hai cái này nó hơi đánh đố của chúng ta là cái gì khởi đầu và cái gì là kết thúc. Cái nào nó xảy ra trước và xảy ra sau. Tại vì thực sự nó khó để nói. Phải đóng cái này mới mở ra được cái khác. Và chúng ta phải mở cái khác thì chúng ta phải đóng đi cái cũ. Đó, theo kiểu giống vậy. Vậy thì mới đang có một cái cảm giác the heart, trái tim của các bạn ở đây là để cho các bạn có thể đánh giá cái tình hình mà bạn đang phải đối diện. Nhưng mà đánh giá không phải là bằng lý trí để bạn xem chừng như rằng ô, nếu như mà bạn kết thúc nó, bạn chấm dứt nó, bạn chuyển giao, bạn nhảy để bạn thay đổi, để bạn bắt đầu một cái chapter 1, một cái chương chương mới, chương số 1, chương đầu tiên, một sự thay đổi mới á, thì nếu như bạn sử dụng lý trí hay không thôi, mà để bạn phân tích,
Đây có thể sẽ là một giai đoạn công việc, đây có thể sẽ là một đoạn cuối của một cái dự án, một cái kế hoạch, đây có thể sẽ là một cái hồi cuối của một kết nối của một mối quan hệ. Mối quan hệ thì nó rộng, các bạn tụi bà số 1 lưu ý giúp mình, nó không có phải là nhỏ nhỏ bé bé như là mối quan hệ sắc dục yêu đương. Mối quan hệ đây có thể sẽ là hợp tác làm ăn, đối tác bè bạn, chỗ quen chỗ biết ở trong xã hội. Nói chung mình hay dùng cái chữ relationship là mối quan hệ, chứ không phải là mình kêu là người yêu với nhau. Quay trở lại, cái sự kết thúc, cái sự chấm dứt một giai đoạn này của bạn, dù là công ăn việc làm, mối quan hệ, tình trạng, năng lượng, chu kỳ, dự án, vân vân, bất kể, thì có lẽ là chúng ta cần phải sử dụng cái cảm xúc của mình, lắng nghe coi cái điều mà mình muốn, đây như cái lá bài mình đã chia sẻ rồi. Vậy thì qua bên đây, mình vẫn đang suy nghĩ một điều rằng là nếu bạn cảm thấy không có đành đoạn, hoặc là không có tự tin, hoặc là nó còn có một cái gì đó nó phân vân, nó e ngại, nó chần chừ để bạn nhảy vào trong chapter one mới, bạn không có close, đóng lại the end, kết thúc được ấy, thì đấy vẫn là như thế này. Bởi vì cái lá bài conclusion là một cái sự kết luận đây này, nó đã vẫn đang cho mình nhìn thấy là phải có cái gì đó mới đang chờ các bạn, đang kêu gọi các bạn, đang dành cho các bạn. Tụi bà số 1 phía trước chỉ là bạn đang ở trong một cái giai đoạn là không có biết là nên nhảy vào trong cái mới hay chưa, rồi còn cái cũ thì sẽ như thế nào, cái mới ra sao, cái cũ thì có chơi vơi hay không, nó có cái kiểu là như vậy. Vậy thì ở đây tóm lại, khi lá bài này mà Future Self, người thầy tâm linh gửi đến cho các bạn tụi bà số 1, là không sớm thì muộn bạn sẽ phải đối diện với một cái bắt đầu mới, khởi đầu mới hẳn rồi. Cơ hội công việc mới này, một dự án mới, một kế hoạch mới, một cái sự hợp tác mới, một giai đoạn mới, một cánh cửa mới, tóm lại như vậy, không sớm thì muộn. Nó như thế này là nó quá rõ, một sự báo hiệu của sự thay đổi cho các bạn và số 1. Đó, nhưng mà xử lý và di chuyển, chuyển giao như thế nào cho nó gọn gàng hợp lý. Đó, nó là cái vấn đề nó hiện ra đây để mà hợp lý tí the heart. Và scan, scan giống như mình chạy lại mình coi coi mình rà mình soát, mình nghĩ lại coi là hả, mọi thứ ở trong cái quá khứ, scan với trái tim đây mà, xong sau đó mình đóng nó lại để nhảy qua được cái chương mới. Vậy thì đến đây xin Future Self, người thầy tâm linh của các bạn tụ bà số 1, hãy soi đường chỉ lối và dẫn dắt cho tụ bà số 1 giải quyết và xử lý tình hình hiện tại. Virgin, okay, Virgin, maintain symbolic purity of heart. Đây, tụ một, bạn lại một lần nữa bạn có trái tim ở đây. Đây, trái tim bay rất chi là nhiều. Virgin, wow, lá bài đặc biệt đây. Vậy thì lá bài này cho mình có một cảm giác nó vẫn là kết nối với lá bài đại diện chọn tụ của bạn Heart, ở chỗ là Virgin nó sát nghĩa là gọi là độc đồng trinh đó các bạn. Vậy thì mi đang nghĩ nó đang liên kết mi để mi nghĩ đến cái chữ thuần khiết, trong lành, trong sáng. Các bạn tụi bà số 1, bạn hình dung vì sao mi hơi ngập ngừng chút xíu, mi tìm cái từ ấy, tìm cái từ cho nó chuẩn. Vậy thì ở đây mình đang nhìn thấy một điều rằng hẳn các bạn đang phải đối diện với một sự thay đổi, nhưng mà bạn đang bị nhập nhằng quá nhiều, lý trí của bạn đang thao túng kiểm soát chính cái sự phân tích và quyết định của bản thân bạn. Bởi vậy cho nên rằng là future self của các bạn, tại tại vì future là tương lai, các bạn self là chính các bạn, có nghĩa là tụi bà số 2 bạn ấy mà đang ở trường năng lượng mà phía trước tương lai đó, có nghĩa là đã đang ở trong cái sự thay đổi đó rồi, thành ra là biết cái sự thay đổi đó là đã ra sao, thành ra bởi mới gửi những cái thông điệp như thế này để cho các bạn tụ bà số 1 trong hiện tại có thể gọi là hiểu được và tự tin hơn để mà có cái quyết định đó. Vậy thì mình đang nhìn thấy như các bạn hình dung là bạn tụ bà số 1, lúc nãy bạn còn nhớ, lúc nãy mình có nói là cái gì cũng vậy, có lý trí thì rất chi là tốt luôn đấy, nhưng mà đôi khi những cái lúc mà lý trí làm xong cái nhiệm vụ căn bản đó, rồi là phân tích rồi rồi trải nghiệm đó, thì lý trí cũng hay đưa ra những cái giới hạn, ô không được cái này đâu, ô không được cái kia đâu, ô được không được cái nọ đâu đấy, tạo ra những cái giới hạn. Thành ra là nó khiến cho cái quyết định của chúng ta nó không còn được cái sự trong veo nữa, như Virgin này, nó không còn được cái sự trong veo nữa, innocent nữa các bạn, thuần khiết như một đứa trẻ đó. Đó, tại vì đã từng trải nghiệm có nghĩa là đã bị nhuốm màu rồi đó. Chúng ta là người trưởng thành đó, thành ra là chúng ta, cái nhìn của chúng ta nó trầy xước lắm, cái nhìn của chúng ta nó va chạm đó. Bởi vậy cho nên nó không có còn cái innocent, là sự thuần khiết trong veo, purity, giống như một đứa trẻ. Vậy thì hai lá bài này nó đang cho mình nhìn thấy rằng là người thầy tâm linh của các bạn thuộc bài số 1 Future Self mong rằng á, bạn hãy xả hết mọi thứ ra. Còn nếu không xả hết mọi thứ ra thì phải scan, scan như cái lá bài này, coi đánh giá lại con người đó, tập thể đó,
công việc đó, dự án đó như thế nào, bạn coi thiệt là kỹ rồi bạn cảm thấy như thế nào. Vẫn quay trở lại đó, bài này lúc nãy mình chia sẻ rồi, mình nói mình sợ nó lặp lại đó. Thì tự nhiên cái bạn xóa tan hết cái nỗi sợ và cái giới hạn, hai cái đó nó đang hình như là đang níu kéo các bạn. Rồi bài số 1, nỗi sợ và tạo ra cái giới hạn, cái ranh giới cho chính bản thân của mình luôn đó. Thành ra là nó đang thấy rằng là nếu bạn quay được mọi thứ về trở lại cái sự thuần khiết và cái sự trong veo thì nó còn quan trọng hơn nữa. Bắt đầu từ cái sự thuần khiết và cái sự trong veo đó, bạn sẽ khởi tạo cái gì đây, chứ không phải mình thả cái đầu mình trong veo xong rồi ấy, thì bắt đầu bạn phải có những cái suy nghĩ dấn thân vào cái hành trình mới, nó sẽ như thế nào, nó ra sao kế tiếp nữa. Đến đây bạn cho mình lấy thêm một lá bài. Xin người thầy tâm linh Future Self của các bạn tụ bài số 1 hãy chỉ dẫn và soi đường chỉ lối để tụ 1 giải quyết xử lý tình hình hiện tại, sự việc hiện tại. Wow, bạn có cái lá bài ở đây đẹp quá vậy. Hơi hơi giống chuồn chuồn mà cũng hơi giống con bướm bướm bạn nhé. Sky Dancer, Surrender. Ái chà, vũ công của bầu trời, dịch sát nghĩa luôn, biết dịch nó có dở hay không, nhưng mà Sky Dancers và Surrender, buông nhẹ ra, buông nhẹ ra cho chỉnh cái cho nó đẹp nha. Mình thấy nó thẳng, mình thích nó thẳng thớm đàng hoàng. Các bạn tụ một, khi bạn nhìn cái lá bài này, không biết bạn có cái cảm giác được một cái sự uyển chuyển ở đây không, uyển chuyển nhẹ nhàng, nó làm cho mình liên tưởng ngay, kết nối ngay với năng lượng âm thiêng liêng, divine feminine của tất cả các bạn tụ bài số 1 luôn, bất kể giới tính nha. Khi mà dùng cái chữ năng lượng âm thì nam giới hoặc là đàn ông thì đều nói đến bạn hết cả. Vậy thì cái lá bài này, một lần nữa như bạn thấy đoạn đầu mi vẫn nói, tụ bài số 1 bạn có thể là mẫu người quá lý trí, hoặc là lý trí nó không có phải mạnh đến mức độ như vậy, tại vì đây là trải bài chung mà có thể tỷ lệ lý trí là người 50, người 70%, người 75%, người 85%, người 89% đó, kiểu vậy. Lý trí cho đến cực kỳ lý trí. Còn cái nhóm thứ hai mà mi đã nói, chúng ta sẽ không đề cập đến nhóm thứ hai nữa các bạn nhé. Bạn hãy nhảy vào tham gia với nhóm bên này lý trí. Thì nó đang cho mình nhìn thấy bạn đã suy nghĩ nát óc luôn. Đó, hay kiểu như vậy. Nó đến mức độ mà bạn suy nghĩ, bạn phân tích, bạn lo đủ hết các kiểu và bạn tự tạo ra cho mình cái sự mệt mỏi luôn đó. Vậy thì đã đến lúc á, bạn hình dung khi mà chúng ta tìm cách này, tìm cách kia, suy nghĩ nọ, nhìn ta nhìn trái nhìn phải, đó là lúc mà cái masculine là năng lượng dương đó, nó bị trỗi dậy. Vậy thì đã đến lúc á, hãy hãy nhường chỗ, hãy nhường đường cho cái feminine này, thì dẫu sao đi chăng nữa nó phải cần xảy ra chuyện đó. Lợi ích là gì mình chưa biết, nhưng lợi ích trước mắt là âm với dương nó phải cân bằng thì người mình mới khỏe mạnh trong thân và trong tâm, nó không có sinh ra thân bệnh, nó cũng không có sinh ra tâm bệnh đó. Dẫu sao đi chăng nữa bạn cũng phải nhường chỗ cho năng lượng âm một chút xíu. Vậy thì làm sao đây để mà nhường chỗ cho năng lượng âm? Đơn giản là làm ngược lại cái phong cách của bạn vốn dĩ, hoặc là làm ngược lại những gì mà bạn đang gọi là bạn đang cố mà ép mình á, trong khoảng thời gian ngắn gần đây. Cụ thể có nghĩa là giống như là bây giờ bạn đang mong chờ, bạn đang đặt ra những cái tiêu chuẩn, bạn đang có những cái kỳ vọng, hy vọng và mong muốn chapter one, cái chương mới phải thế này, phải thế kia và phải thế nọ. Đó, đó là cái gốc vốn dĩ của bạn, phải không? Rồi bạn cứ tìm coi cái này có phải, bạn xác nhận cái chương mới đó, bạn xác nhận đủ hết các kiểu. Rồi đâm ra nó sinh ra mình nghĩ quá nhiều đó. Thành ra cái lý trí nó trỗi dậy hơi mạnh, nghĩ quá nhiều đó, thì bạn stop, bạn ngừng hết hết lại mấy cái chuyện đó. Nếu mà bạn có cả cái suy nghĩ rằng là liệu việc này có tốt cho mình hay không, hay liệu việc này có hại mình hay không, liệu việc này có phải là cơ hội của mình hay không, thì vẫn với cái là bài surrender này, buông nhẹ ra nè bạn, thì vẫn là nếu có thể hãy ngừng từ từ cho đến khi ngừng hẳn mấy cái chuyện mà suy nghĩ giống như vậy đi, vì hình như suy nghĩ hơi bị nhiều rồi. Tụ bài số 1. Và bạn sẽ thấy lúc nãy mình không không rõ đây là chuồn chuồn hay con bướm bướm nữa, nhưng mà Sky Dancers là có nghĩa là cứ bay lên mà thôi đó, bay lên, bye bye mặt đất, cứ bay lên thôi, dấn thân, leap leap to the unknown. Mình có cảm giác là như vậy, tại vì nếu như mà cái cánh cửa này không phải của các bạn tụ bài số 1, cái chapter mới, cái chương mới này á, không có phải là của tụ bài số 1 ấy, thì đâu có xảy đến đâu. Chẳng qua là bạn đang lo quá nhiều rồi, bạn mất đi cái gọi là cái, bạn không nhìn rõ được, thực sự là bạn cố gắng để bạn nhìn cho rõ
cái bản chất, cái tính chất, cái hành trình đó. Nhưng mà hình như là bạn đã không có nhìn đủ bằng cả hai cái phương tiện mà bạn vốn có, là cả cảm xúc và cả lý trí. Bạn chỉ xài cái lý trí để bạn nhìn thôi. Bởi vậy cho nên cái lá bài Sky Dancers này là bỏ ra, buông ra, xin lỗi, buông chứ không phải là bỏ. Buông nhẹ ra một cái rồi cứ bay lên. À, bay lên. Đây nè, bà hỏi là từ cái lá bài Virgin này mình hỏi là ok, thuần khiết xong rồi, trong veo xong rồi. Rồi sao nữa đây để mà mình kích hoạt, mình khởi động một cái sự khởi đầu mới, thì đây là cứ bay vào thì nó kích hoạt thôi. Hái chà. Mình đang thấy là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Xin người thầy tâm linh hãy soi đường chỉ lối và gửi dấu hiệu chỉ dẫn cho tụ một giải quyết và xử lý tình hình của tụ một. Tower. Đây là tòa tháp. Tòa tháp. Cứ có một cái cảm giác gì đó tòa tháp này nó hơi cô liêu nhẹ, tại vì nó đang vươn cao, vươn cao, vươn cao dần. Nó không có chung, gọi là mặt, nó không có nằm ở trong cái mặt bằng chung với những cái điều khác, ví dụ như núi non hay những cái thành ở dưới hay là cả cây cỏ. Cái tòa tháp nó có vẻ là cô liêu nè, có vẻ là chơ vơ thật đấy. Nhưng mà đổi lại, để mà có được một cái tòa tháp như thế này thì cái nền móng của nó phải cắm rất sâu vào trong lòng đất. Cái móng giống như xây nhà phải có cái móng nhà các bạn. À, thì thành ra mình vẫn đang nhìn thấy rằng là nếu mà nói về cái hành trình đường dài thì đây là một cái sự vươn lên, phát triển, hoàn thiện đó, kiểu giống vậy. Nhưng mà cái trước mắt á, có thể các bạn cảm thấy nó có nhiều cái trở ngại, bạn thấy có nhiều cái chơ vơ quá đi, thậm chí là cả về ở đây là trải bài chung, nếu ai mà công ăn việc làm của bạn có liên quan đến giấy tờ, thủ tục hành chính, cơ quan công quyền, đôi khi nó có đang diễn ra đấy, nó là cái lấn cấn của các bạn nữa, kiểu kiểu giống như là thủ tục pháp lý nữa chứ. Thủ tục pháp lý rồi hành chính vân vân, cho nên là cho các bạn tụ bài số 1 dễ hình dung. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của mình muốn xây nhà đó, mình phải xin giấy phép, chứ nếu không là chắc chắn mình sẽ thấy là à có ai đó xuất hiện hỏi thăm liền đó. Vậy thì nó chỉ đơn giản là một cái sự nhắc nhở gợi ý các bạn trong công ăn việc làm, trong cái hành trình phía trước đó, làm cẩn thận, có đâu ra đó, nghiêm túc đàng hoàng. À, cũng giống như cái tháp này thì phải có cái nền móng, phải có cái nền tảng thật vững. Ở đây nó đang chưa có thể hiện lên rằng là bạn không có được đủ cái kinh nghiệm hay là kiến thức để bạn gánh vác trọng trách mới, nó không có hiện lên ở cái góc độ đó. Có nghĩa là bạn vẫn hoàn toàn cái năng lực của bạn ấy, ý như vậy, năng lực, khả năng, trình độ hoàn toàn có thể kiểm soát được cái hành trình phía trước, chỉ là do bạn cân nhắc quá nhiều, suy nghĩ rồi vậy. Còn cái này tóm lại chỉ là chúng ta cẩn thận thôi, cẩn thận cái chuyện trước mắt để mà tránh phiền phức thôi. Chứ còn về lâu về dài mới vẫn đang nhìn thấy rằng là nó phải có cái sự vươn cao như thế này, nó có một cái gì đó nó ổn định, nó có một cái gì đó nó phát triển. Bạn chỉ cần vượt qua cái thử thách trước mắt ở trong hiện tại này á, là nó khác, và cái chương mới nó sẽ khác. Xin người thầy tâm linh Future Self của các bạn tụ bài số 1 hãy soi đường chỉ lối giúp tụ một giải quyết xử lý tình hình hiện tại. Ai chà, bạn có lá bài là năm kiếm hả? Năm kiếm. Rồi bạn có là bảy gậy. Justice. Công lý đây này. Và Temperance. Hẳn rồi, bạn phải dính cái gì đó nó đến giấy tờ công quyền pháp lý ở đây nè. Cho nên là Justice là thần công lý mới đang xuất hiện ở đây nè cho bạn đây. Khi mình lấy mấy lá bài này đó tụi một, nó làm cho mi nhớ đến, bạn còn nhớ đoạn đầu khi lá bài đại diện chọn tụi mi nói bạn phải thuộc một trong hai nhóm. Đây là cái bài chung, bạn phải thuộc một trong hai nhóm. Cái nhóm mà bạn đã bị người khác họ thao túng, họ thao túng một cách vô thức bằng cách là họ nói thế này hay họ góp ý thế kia, tích cực hoặc chưa tích cực, tốt hoặc là chưa tốt, vân vân đấy, các kiểu không biết. Nhưng mà bạn chấm dứt cái việc đó đi, nhảy vào tham gia cái nhóm bên này thì có vẻ là nó sẽ hợp lý hơn, vì đây là việc của bạn. Vậy thì khi mình lấy bốn cái lá bài này đây nè các bạn, đấy nó gợi nhắc đến cái chuyện đó, thành ra mình mới nhắc lại. Tụ bài số 1 hẳn là bạn đang trong một cái tình huống, trong một cái hoàn cảnh ấy, mà không biết là bạn có đang nhận ra hay không á. Và cái người kia kìa, cái đối phương, cái bên kia kìa, một cách vô tình hay hữu ý thì mình không có dám nói, mình không có dám xác nhận nha. Nhưng mà nếu dựa trên bài á, là hữu ý đó, có nghĩa là đang sẽ sử dụng lời ăn tiếng nói của mình để mà lấn lướt lên, gọi là lên mặt hoặc là lấn lướt,
hoặc là xúc phạm đụng chạm, hoặc cả là hạ thấp, hoặc cả là tổn thương, hoặc cả là thao túng các bạn thuộc bài số 1 đấy. Bởi vậy, cho nên cái lý trí là nó đúng thật, nhưng mà rút cuộc cuối cùng rồi cái công việc của các bạn họ đang muốn thao túng như vậy để họ làm cho bạn phải phân tích, phải suy nghĩ, rút cuộc cuối cùng cái chuyện mà của bạn á, bạn không cảm nhận được cái bạn mới chạy theo tìm cái cách mà bạn đáp trả lại với họ ấy, là nó sinh ra mâu thuẫn và xung đột á, là tốn thời gian của bạn mà nó đi chệch hướng đi, nó đi lệch hướng. Bởi vì mới đang có một cái cảm giác là bạn đang bị tác động, bạn đang bị rơi vào trong một cái tình huống mà phải có một nguồn lực khác muốn bạn mất cân bằng, mà nếu mà bạn mất cân bằng là coi như là đúng ý của người ta là bạn bằng 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 mình xin phép dùng cái chữ nói cho nó đơn giản, bạn thua người ta thắng á, mà có phải là bạn muốn cái chuyện đó hay không? Không, không ai muốn chuyện đó cả. Bởi vậy thành ra là trong cái lá bài, trong trải bài của bạn mới có cái lá bài là Justice. Justice là thần công lý. Bằng một cách nào đó, đây vẫn là lá bài mà Future Self nhắc các bạn ấy. Hãy bắt năng lượng của lá bài này, bình tĩnh, giữ cân bằng như cái cán cân này, rồi còn lời ong tiếng ve của họ xài kiếm này mà cắt, cắt đây không có phải, không phải là mình gọi là mình đáp trả lại, mà cắt đó là hất nó qua một bên, gạt nó qua một bên như cái kiểu à, mình cứ búng tay một cái như vậy để cho bạn giật mình đó. Hất nó qua một bên, hất mạnh như miso, miso bùm một cái, mình lấy cái tay mình búng một cái là miso hất nó qua một bên, đừng để nó phiền vì nó đang cố ý nó phiền. Để mình đang có một cái cảm giác là như vậy. Nhưng mà dẫu sao Trusted này nó cũng kết nối với cái tòa tháp ở bên này. Nó đang có cái phiền phức về cơ quan công quyền, hoặc là pháp lý. Vậy bạn đợi mình một chút tụ một nhé. Xin vũ trụ và người thầy tâm linh Future Self của các bạn tụ bài số 1, hãy cho các bạn tụ bài số 1 biết rõ về sự cân bằng, sự công bằng mà lá bài Justice, thần công lý này đang muốn báo hiệu điều gì với các bạn tụ bài số 1. Ok, bay ra lá bài là hai gậy. Vì sao lá bài Justice, thần công lý lại xuất hiện trong trải bài của các bạn tụ bài số 1? Bạn nhận đây hai gậy, một kiếm, The Empress là hoàng hậu. Và cuối cùng bạn có một cái lá bài là 7 xu. 7 xu. Bạn sẽ thấy nó rất hay. Không biết là các bạn tụ bài số 1 chắc là bạn còn nhớ vừa đây thôi mà. Chapter 1 với lại The End, mình đang nói là phải có một cái gì đó mới, nó chuẩn bị nó xuất hiện, nó xảy đến với các bạn tụ bài số 1. Vậy thì cái xuất hiện đó mình thấy ở đây là sự thông suốt. Một con đường, một phương hướng đó. Một cái ý định, một cái ý tưởng nào đó ấy, nó ra đời sau một loạt các lá bài này. Nó ra đời để mà bạn có thể gọi là không có bị sao nhãng nữa, vì người ta muốn bạn sao nhãng mà. Hai gậy với 7 xu. Nó làm mình nhớ đến lá bài Sky Dancers. Sky Dancers. Mình vẫn đang cảm giác là phải có cái yếu tố người khác họ tác động, họ làm sao nhãng các bạn, họ làm cho bạn bất an, cảm thấy nó không an toàn, cho nên bạn không có cất cánh, bạn không có dám thực hiện cái điều mà bạn ngộ ra, bạn nghĩ ra đó. Có nghĩa bạn không có dám phá vỡ cái vùng an toàn, bởi vì người ta sợ bạn phá vỡ vỡ cái vùng an toàn của bạn là nó sẽ đẩy cái bất an đến cho người ta, và bạn thực sự là sẽ bay được nè, bay được có nghĩa giải quyết, có nghĩa giải xử lý được đó. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa, đây là trải bài chung, mình không biết cụ thể câu chuyện của bạn, nhưng đây là một cái câu chuyện mà bạn phải kiên nhẫn, đây là một cái câu chuyện dài hơi lắm. Nó không phải ngủ một đêm là giải quyết cho xong, chấm dứt gọn gàng xong, sau đó là khăn gói đường ai nấy đi đâu. Đây là một cái sự việc mà bạn có thể sẽ kéo dài lê thê lên đến có thể biết đâu là số 5, từ số tháng cho đến số 5. Cảm giác vậy. Tùy tình hình, tùy câu chuyện, tùy sự việc của bạn, vì đây là trải bài chung, nó là như vậy chứ không phải là một ngày hay là một tuần, 2 tuần gì đó mà nó xong được. Đó. Vậy thì dẫu sao đi chăng nữa, bạn phải action, bạn phải dance, sky dancers, rồi kiểu bạn bay lên, có nghĩa là bạn hành động, bạn phá vỡ cái vòng tròn an toàn của bạn đi, đừng sao nhãng nữa, nó không đủ thời gian nữa mà đó. Nhưng mà nếu như mà bạn kiên trì, bạn theo đến tận cùng á, bạn thấy cái cô gái này này giống như là cô ấy, giống như là người nông dân vậy, đang trong một cái khu vườn trồng trọt như thế này, rốt cuộc cuối cùng á, mùa vụ nó cũng xong và cô ấy có táo, có bom, có apple để cô ấy ăn rồi nè bạn. Kiên nhẫn theo đến tận cùng thì có được reward là phần thưởng, nhưng mà nó dài hơi lắm, giữ cân bằng.
giữ thăng bằng mà đi, tại vì bây giờ giống như là chỉ ngang một cái cột mốc mà nó giống như nó sinh ra cái trở ngại của mình cho mình ấy, một chút thôi. Thành ra mình chỉ cần suy nghĩ thôi, suy nghĩ rồi đi tiếp, như những cái mạch thông điệp mà Future Self gửi các bạn ở dưới đây nè, chứ đừng có mà hất ngang bỏ ngang bạn đi như vậy, tự nhiên đâm ra là nó đó. Mình không biết là tâm trạng của các bạn như thế nào, hoang mang mất định hướng ra sao, muốn kiểm soát đến độ nào và cảm thấy mọi thứ nó rối beng ra sao, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng đây vẫn là cái thông điệp mà Future Self đang soi đường và chỉ lối dẫn dắt cho bạn. Bạn càng càng cảm thấy là nó rối bao nhiêu là hả, bạn hãy sử dụng cái sự tỉnh táo nhất có thể cắt nó bỏ bấy nhiêu. Vì bạn bị rối ren là có người đang muốn bạn bị rối ren, mà bạn càng rối ren người ta càng mừng, hú hồn mừng quá là nó cái phần thiệt nó rơi về các bạn của bà số 1 đó. Nó kiểu là như vậy, mình đang coi coi là còn cái gì chia sẻ với các bạn nữa hay không. Đấy là cái cách giải quyết và kiên, như những lá bài đây, và kiên nhẫn theo đến tận cùng và đừng để bị thao túng và tác động giữa cái đầu lạnh tanh tỉnh queo. Bạn đang có một cái con đường, bạn đang có một cái gọi là một cái sự rẽ hướng mới đây, một cái sự thông suốt mới, một cái sự rẽ hướng mới. Hãy đón nhận, hãy đối diện nó. Ok, chắc mi tạm ngừng quá tụ một. Cầu chúc mọi sự hanh thông thuận lợi cho bạn và luôn giữ được công bằng và cân bằng cho chính bạn. Rốt cuộc cuối cùng mọi chuyện sẽ thuận lợi cho tụ bài số 1 nha. Chúc phước lành, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2. Đây là viên đá đại diện và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Apocalypse. Không hiểu vì sao năng lượng vũ trụ đã đẩy các bạn tụ bài số 2, bạn chọn một cái viên đá nó trắng trong veo như thế này. Mọi thứ nó rõ xuyên thấu hết. Nó khớp năng lượng với lá bài Apocalypse của các bạn tụ bài số 2. Vì đây là trải bài chung, mình sẽ không biết rõ cái câu chuyện của các bạn, cái tình hình, cái sự việc mà bạn cần phải giải quyết và xử lý là gì. Nhưng mà khi bạn nhận được một cái lá bài này, mình đang cảm nhận được là Future Self của các bạn tụ bài số 2, người thầy tâm linh của các bạn tụ bài số 2. Future có nghĩa là tương lai, Self là chính các bạn tụ bài số 2, có nghĩa là phiên bản của bạn sống ở trong một cái trường, nó gọi là một cái trường năng lượng, một trường không gian mới. Có lẽ là đã biết cái sự việc này nó sẽ dẫn đến đâu, nó sẽ đi về đâu rồi. Thành ra là mới gửi cái sai dấu hiệu soi đường dưới lối và dẫn dắt cho các bạn tụ bài số 2 trong hiện tại với cái lá bài này á, có nghĩa là đây là cái thời điểm á, mà bạn phải vén màn sự thật, bạn phải làm rõ mồn một luôn, cho ra ngọn, cho ra ngành một cái sự việc nào đó mà nó đang xảy ra. Bạn đang phải giải quyết sự việc gì, bạn đang phải xử lý cái việc gì, làm cho tốt tới nơi, cho nó ra rõ luôn. Mình không dám dùng cái chữ gì chứ, nhưng mình đang có một cái cảm giác nó có cái gì đó nó không có được trong sáng, hoặc là nó không có được chân thành ở đây, thì bạn phải làm cho nó ra ngô, cho ra khoai thì thôi. Tại vì khi mà bạn, mình xin phép mình chia sẻ một cái câu nghe nó không có được hay mấy, nhưng mà phổ biến bình dân và trong đời sống hàng ngày chúng ta hay dùng đó, cháy nhà thì nó ra mặt chuột đấy. Mình phải làm ở đây tự nhiên, mình nói xong mình thấy có bốn cái chấm vàng vàng, nó cứ giống giống như là lửa bạn. Phải làm cho lòi ra mặt chuột thì thôi. Tại vì vào cái thời điểm đó nó sẽ hình thành một câu chuyện mới. Khi mà sự thật nó được vén màn rồi, bạn sẽ thấy mọi thứ nó khác ngay. Lá bài này là như vậy. Vậy thì cụ thể, để chúng ta đi sâu hơn vào cái vấn đề của các bạn, chúng ta sẽ lấy bài tụ hai nhé. Xin người thầy tâm linh Future Self của các bạn tụ bài số 2, hãy cho dấu hiệu soi đường chỉ lối dẫn dắt tụ 2 xử lý giải quyết sự việc hiện tại. Bạn có một lá bài là complicated. Wow. Đây là cái lá bài phức tạp, nó rối như hiện tại vậy. Vậy thì sẽ có câu hỏi đặt ra cho tụ bài số 2, vốn dĩ cái hoàn cảnh việc mà bạn đang phải xử lý và giải quyết nó có phức tạp và nó có rắc rối như vậy hay không? Hay đó là một cái tình trạng, một cái trạng thái mà có ai đó muốn cho nó phải rối như vậy. Tại càng rối, các bạn hình dung không, càng khó, kiểu, kiểu, kiểu như thế này nè, càng đan xen lắt léo, càng rối bao nhiêu thì càng che phủ kỹ bấy nhiêu. Mà hình như là khi mà càng che phủ kỹ thì bạn càng không thấy. Ái chà, khi mình gửi cái móng tay vào, bạn có nhìn thấy đây có một con mắt không? À, cái mạng nhện, cái mạng lưới này nó rắc rối cỡ nào thì đều có cái con mắt của các bạn, đồ bà số 2, con mắt của bạn đó. Bạn nhìn rõ hết. Có ai đó đang muốn nó phải phức tạp hóa lên để cho bạn không thấy rõ. Vậy thì nếu mà bạn bị cuốn vào trong cái mớ bồng bông này á, là bạn giống như lạc vào trong mê cung. Mình đang có một cảm giác là nó càng rối bao nhiêu
bạn càng phải đơn giản bấy nhiêu. Tại vì bạn đang gỡ từng thanh một, bạn đang gỡ từng sợi chỉ một, bạn đang gỡ từng cái lá một ra, mà bạn hình dung tự nhiên mình nói được gỡ từng cái lá mới làm hình dung giống như một cái hình ảnh nó không có mấy là dễ chịu. Nhưng mà nó khá dễ hình dung là những cái hiện tượng mà cháy rừng đó các bạn. Cái khu rừng là rất bí ẩn và chúng ta biết rằng là có động vật trong rừng đó, nhưng mà bao nhiêu là loài động vật mình không thể nào biết hết xuể được. Và khi mà tai ương tai họa đến cháy rừng đó, bạn sẽ hình dung là trụi hết, mọi thứ nó thấy rõ mồn một luôn. Hoàn cảnh của bạn phải là như vậy, vạch từng cái lá ra. À, chứ đừng có dồn một lúc. Bây giờ bạn nó không biết giải quyết như thế nào, không biết giải quyết ra sao, không biết xử lý ra sao. Bạn dồn tới là càng bế tắc, càng phức tạp. Gỡ từng cái một, nói chuyện từng người một, giải quyết từng việc một, xử lý từng cái mảng một, từng chút, từng chút, từng chút. Vậy mà nó ra được một cái bức tranh lớn. Vậy thế đến đây chúng ta phải lấy thêm bài tụi hai à. Xin người thầy tâm linh Future Self của tụ bà số 2 hãy soi đường, chỉ lối, gửi tín hiệu để tụ 2 giải quyết và xử lý sự việc hiện tại. Bạn nhận được một lá bài là Godship. Ái chà, Godship. Godship đang có một người á, thổi những cái lời ăn tiếng nói mà nó rõ ràng, nó quan trọng, nó mạch lạc và nó đúng đắn thì ok. Còn nếu mà đúng nghĩa như gossip ở đây có nghĩa là lời ong tiếng ve, gieo tiếng thị phi, thêu dệt á, thì nó làm cho mọi thứ phức tạp lắm, phức tạp cực kỳ. Vậy thì ở đây khi cái lá bài này xuất hiện, mình cảm giác Future Self, người thầy tâm linh của các bạn tụ bài số 2 mong rằng á, bạn hãy cân nhắc những gì mà bạn nghe cũng như cả là những gì mà bạn nói. Tại vì rốt cuộc cuối cùng á, bạn đang cảm giác choáng ngợp và phức tạp như thế nào thì chắc là bạn cảm thấy không thoải mái với điều đó ra sao thì người ta cũng sẽ không thoải mái với điều đó tương tự là như vậy. Nhưng mà chung quy tóm lại, khi lá bài này xuất hiện, mình vẫn đang thấy rằng là chúng ta phải bám lấy với cái sự thật, bám lấy với cái sự thật. Nên vẫn là cân nhắc lời mình nói và cân nhắc lời mà mình nghe. Bạn cho mình lấy thêm lá bài nữa đi. Xin người thầy tâm linh soi đường chỉ lối, dẫn dắt cho tụ hai xử lý và giải quyết sự việc tình hình hiện tại. Đây là heart home compassion, là cái trái tim. Tự nhiên lá bài này bạn thấy mình hơi phân vân, tại vì nó làm cho mình nhớ đến tụ bài số 1. Tụ bài số 1 cũng có một cái lá bài trái tim, nhưng mà nó ở một cái góc độ khác. Còn trái tim của các bạn là ở một cái góc độ compassion, là lòng trắc ẩn, cái sự thông cảm, thấu hiểu, đặt mình vào vị trí người khác. Vậy thì heart home, vì nó có cái chữ home ở đây nữa, nó lại đang cho mình nhìn thấy là bạn phải dành cái compassion, lòng trắc ẩn này đây này, lên cho chính bản thân của mình trước đã. Ai xung quanh từ từ tính, phải dành cho mình trước đã đây. Mình đang có một cái cảm giác vì heart home nằm kế bên lá bài Godship, nhiều chuyện nè, buông chuyện rồi nhiều chuyện, theo dệt lời ong tiếng ve, phức tạp, rối rắm để mà che mắt, làm hại tổn thương đến tụ bà số 2, làm cho bạn lạc lõng chơi vơi, là làm cho bạn đôi khi là có những cái cảm xúc không đẹp, không hay, hay những cái cả là phán xét nữa, cả là đánh giá về chính bản thân của mình ấy, không hay luôn. Bởi vì có thể là cái gossip này là bạn hình dung là thổi những cái lời nói như thế này vào trong tai của các bạn tụi bà xoay để muốn bạn có cái cảm xúc như vậy, mà đâm ra nó làm cho bạn lạc lõng đi, rồi giống như là bạn mất đi cái home, là cái nhà của mình, có nghĩa là cái sự an định của chính mình đó, lạc lõng chơi vơi đó. Mình vẫn cứ có cái cảm giác là một cái sự việc tác động đến, chỉ hòng mong rằng là bạn đánh mất chính mình. Mà khi đánh mất chính mình rồi, từ thái độ, hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, đôi khi nó không còn là của mình nữa, đôi khi nó không còn là các bạn tụ bài số 2 nữa. Thành ra lá bài này vẫn đang cho mình nhìn thấy rằng là nếu mà bạn cảm thấy bạn lạc lõng chơi vơi, hoặc bạn cảm thấy là nó có những cái nó mông lung quá, thì bạn hất hết tất cả ở chỗ là đừng suy nghĩ nhiều thêm nữa, đừng làm cho mọi thứ nó phức tạp đây nữa nè, rốt cuộc vẫn là phức tạp. Hãy quay trở về với nguyên bản của chính mình. Bạn có phải là như vậy hay không? Sau cái câu chuyện mà lời ong tiếng ve, hoặc là bạn đang trong tình trạng như thế nào
Nhưng mà trước đây mình có như vậy hay không thì hãy bám vào cái trước đây, vì cứ có một cái cảm giác là future self của các bạn tụ bài số 2 muốn bạn gọi là nhận ra chính mình và hãy giữ lấy chính bản sắc của mình để đừng có bị homeless, là vô gia cư về mặt cảm xúc và vô gia cư về mặt cái năng lượng của mình. Hãy bám lấy cái nhà của mình, người ta đang muốn cướp nhà đây, có nghĩa là cướp đi cái sự an định của bạn. Xin người thầy tâm linh hãy gửi thông điệp chỉ dẫn, soi đường chỉ lối cho tụ hai phải xử lý và giải quyết tình hình hiện tại. Child là đứa trẻ, trẻ thơ luôn. Khi mà trẻ thơ xuất hiện, mình luôn cảm giác được một cái sự thuần khiết trong veo. Thuần khiết trong veo, ai làm gì thì làm, hãy giữ cái hồ nước của mình trong veo, hãy giữ cái trái tim của mình thuần khiết hết sức có thể. Và thậm chí cả là đứa trẻ mà nó xuất hiện như thế này á, bạn sẽ thấy là mọi thứ nó kiểu giống như là chúng ta đơn giản như một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, ý mình là vậy. Thành ra là muốn cái gì thì chúng ta cứ thoải mái và viết vào trong cái tờ giấy trắng đó, là làm lại từ đầu, làm lại từ đầu, học học và làm lại từ đầu. Bạn cho mới lấy thêm bài nhé. Xin người thầy tâm linh hãy soi đường chỉ lối cho tụ hai giải quyết và xử lý tình hình hiện tại. Star đây, ngôi sao, nữ hoàng của ly, nữ hoàng của thủy đấy. Và bốn ly, và cuối cùng bạn nhận được lá bài là Page of Cup, là cô bé hoặc là cậu bé ly luôn. Cái vấn đề ở chỗ là những cái lá bài mình mới lấy nó mang cái năng lượng của thủy nhiều quá, mà thủy nhiều quá thì nó sẽ thiên về cái cảm xúc. Làm gì thì làm, hãy giữ vững cái cảm xúc của mình, đừng để người ta thao túng để đẩy bạn là bị cảm tính. Cảm tính là nó khác cái cảm xúc bạn. Cảm xúc đôi khi nó là EQ rất là hữu ích khi chúng ta sống làm việc đấy, còn bị cảm tính cái là nó gọi là nó bị đánh mất chính mình ngay. Cảm xúc nó thao túng là đánh mất chính mình ngay. Vậy thì để mình nhìn xem nào. Mình nhìn mấy cái lá bài này, đặc biệt là lá bài này, nó đang cho mình nhìn thấy là tụ hai bạn đang ngồi trầm ngâm như cái người trong lá bài này. Dù bạn là nam giới đàn ông thì bạn bắt cái năng lượng đang ngồi giống vậy đó. Bạn tìm cách tìm hoài chưa ra. Vậy thì bất kể là cái gì các bạn tụ hai, nhưng mình nhìn những cái lá bài mình mới lấy ra, bạn mình cảm giác được là future self đang nhắc nhở bạn là hãy giải quyết và xử lý nó theo cái góc độ là nó có nó mang cái giá trị nhân văn một chút xíu, nó có một cái sự chín chắn ở trong cái cảm xúc ở đây một chút xíu. Có nhiều cách để bạn giải quyết cái sự việc cụ thể của tụ bài số 2 lắm, nhiều cách. Nhưng quan trọng bạn chọn cái cách nào á mà nó có cái sự thương cảm cho chính bạn, ok, nó có cả cái sự thương cảm cho cái người kia nữa. Tại vì đúng là có thể là đối phương hay là những cái sự việc ở bên ngoài nữa, tại vì mình vẫn đang có một cái cảm giác là mới băn khoăn với cái bài gossip này nè. Tại vì có thể là bạn đang phải hứng chịu, bạn rơi vào trong một cái hoàn cảnh mà cái người mà cái nguyên nhân, cái khởi nguồn á, cho cái hoàn cảnh này đã không nghĩ đến, đã chả thèm bận tâm đến cái cảm xúc của bạn tụ bài số 2. Nhưng nếu mà bạn cũng đáp trả lại một cái sự mà nó gọi là nó không có cái nhân văn, nó không có cái tình cảm như vậy, thì nó cũng không phải là cái cách giải quyết tốt nhất. À, mình cảm giác là vậy. Tại vì khi mà đứa trẻ và cả Star là ngôi sao, nó có một cái năng lượng chữa lành ở đây, nó có một cái năng lượng sửa sai, tái tạo, hoàn thiện lại ở đây. Rồi cả với Queen of Cup là nó thiên về là cái tình cảm, nên vẫn là một cái sự chín chắn, nghiêm túc trong cái việc là mình cũng hãy đặt cái cảm xúc của người ta, mình tôn trọng cái cảm xúc của người ta. Tại vì ai đó hay là hoàn cảnh nào đó đã từng không tôn trọng cảm xúc của bạn chăng, mà nếu bạn đáp trả lại thì nó cũng không hay cho lắm đó. À, nên hãy gạt qua một bên cái sự nhạy cảm của mình để mà có cái nhìn nó trong veo, nó thuần khiết nhất để mà mình giải quyết, mình làm cho nó ra ngô ra khoai từng chút một. Và cũng đừng có đáp trả lại những cái cách không có hay ho, đẹp đẽ, xấu xa mà bạn bị đón nhận, thì từng chút có lẽ là bạn sửa lại được mấy cái lỗi sai đó, bạn chữa lại cho nó lành được cái tình huống bằng một cái trái tim bao dung và độ lượng ở đây.
bạn đang cần an định thì hả bạn đừng khuấy đảo cho mọi thứ nó phức tạp thêm nữa đó, mình đang thấy là vậy. Bạn đang bị mất cân bằng thì hãy ráng giữ cân bằng để mà cảm nhận cái tình hình, rồi cảm nhận từ 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 từ, thì bạn hiểu ra thì bạn làm rõ hết mọi thứ ở đây nè. Tại vì ở đây mình đang thấy là có thể sẽ trong một cái tình huống bạn gặp cái người ba xạo mình, thậm chí là một vài các bạn tụ bà số 2 gặp cái tình trạng nó không may, như kiểu là người ta lừa mình, người ta gạt mình, người ta giả dối với mình nữa cơ. Đó, theo kiểu giống vậy. Mà nếu như mà bạn dùng giả dối hay bạn dùng mấy cái lừa lọc, bạn dùng mấy cái ba xạo bạn đáp lại thì bạn có khác gì họ đâu. Đó, kiểu giống như vậy. À, thành ra là chắc là họ 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 yếu quá, họ ganh các bạn hay là sao đó, thì họ mới xài ba cái trò mà nó phản bội giống vậy. Thì hãy có cái nhìn cao hơn người ta một chút xíu. Mình đang có cảm giác future self muốn chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn là như vậy. Giải quyết nhưng mà không phải là tàn phá hết tất cả để mà giải quyết giống như họ. Rồi, chậm, chắc, cẩn thận, từng bước một thu thập thông tin, thu thập ý kiến, xong cứ nhích từng chút. Đấy, như lá bài complicated lúc nãy mình có nói với các bạn rồi. Dạy cho người ta một bài học để người ta lớn khôn lên nữa đây rồi. Cho đến đây mình ngừng lại tù bài số 2, tại vì không có cái lá bài nào để mình phải triển khai rõ thêm cho bạn nữa. Mong là bạn có thể có được cái sự bình tĩnh và tháo gỡ cái tình huống của các bạn tù bài số 2 nhé. Chúc mọi thuận lợi và phước lành. Mình xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Tạm ngừng nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tù bài số 3, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tù của các bạn, The Self, là chính bản thân các bạn tụ bài số 3 luôn. Quá tuyệt vời, cái lá bài này nó rất đẹp, mình phải để gần kiểu giống như ám thị bạn mới được. Lá bài này nó đẹp quá bạn. Và chúng ta hiện tại bây giờ đang muốn kết nối với future self là đây. Bạn có một cái lá bài self luôn. Và trung tâm ở giữa một cái bóng hình, nhưng nó cứ có cảm giác đây là tụ bài số 3 và cái viên ngọc trai này. Bạn hình dung là nó tỏa hào quang ra, cái spectrum này nó giống như là bảy sắc cầu vồng vậy. Lá bài này nó quá đẹp. Và nó đang cho mình có một cái cảm giác thật sự là nó đang có một cái sự kết nối mạnh mẽ ở đây với tụ bài số 3 và future self của các bạn đấy. Tại vì future là tương lai mà self là chính bạn đó. Thì lá bài này mình đang có một cái cảm giác thì bạn thấy mình khựng lại nè. Tại vì cái bóng đen này nè. Mình cảm nhận được là future self kêu bạn, có thể bạn pause cái video này lại cũng được. Mà bạn đi 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 cái chỗ nào trong nhà bạn có cái gương mà bạn hay trang điểm hay là bạn chải tóc á, bạn soi mình trong gương khoảng 30 giây, bạn có thể nhìn đúng cái nhân dạng của mình đấy. Tại vì cái spectrum bảy sắc cầu vồng ở đây nó đang cho mình thấy là tụ bài số 3, bạn thực sự có nhiều những cái điều hay ho, bạn thực sự có nhiều những cái khả năng, những cái năng lực và những cái góc độ, những cái màu sắc, những cái năng lượng, những cái khả năng nó khác nhau hoàn toàn. Mà đôi khi bạn quên mất, hoặc là bạn không có nhận ra, hoặc là bạn không có biết, hoặc là bạn không có hiểu rõ về bản thân của bạn. The self là bạn, the self là chính các bạn. Cho nên mình không có biết là cụ thể cái tình hình hay là cái sự việc hay câu chuyện gì mà bạn phải xử lý và bạn phải giải quyết. Nhưng mà bạn là người giải quyết, bạn có khả năng, bạn đấy, tụi ba đấy, chính bạn luôn. Mình đang có cảm giác là như vậy, lá bài này, the self. Thành ra là vì sao mà mình nhấn mạnh như vậy? Nói về cái spectrum bảy sắc cầu vồng ở đây ấy, và mình nói rất là nhiều những cái góc độ của các bạn, tại vì hình như tụ ba bạn đang bó hẹp, bạn đang giới hạn, bạn đang trói mình lại chính mình ấy, ở trong một cái giới hạn, một cái khung, một cái khuôn nào đó. Mình có thể sẽ sử dụng cái trong cái giáo lý của Phật giáo, cái kiểu giống như là cái bản ngã của bạn nó đang bị lớn quá, hoặc là trong cái tiếng Anh là cái ego của các bạn nó lớn quá, đâm ra là nó limit, là nó giới hạn bạn lại luôn. Bạn sẽ nhìn thấy lá bài này mới vẫn bỏ lên mới nãy mới để cho bạn mới nói đùa đùa, nhưng mà thật thật á là để cho bạn ám thị. Mà bạn nhìn thấy là xung quanh bạn là bảy sắc cầu vồng, chứ đâu có phải chỉ mỗi một cái màu đen không đâu. Bạn đang bị màu đen kìm hãm mình lại rồi, hoặc là một màu vàng, hoặc là một màu xanh, trong đó bạn có thể sẽ trở thành cái bảy sắc cầu vồng như thế này. Bạn là vô hạn, mình cảm giác là vậy. Bạn là vô hạn tụ ba. Vậy thì với cái thông điệp, với cái lá bài mà nó đẹp như thế này, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin người thầy tâm linh future self của các bạn tụ bài số 3 hãy soi đường chỉ lối, dẫn dắt tụ ba giải quyết và xử lý tình hình hiện tại. Trapped, chuẩn chỉnh luôn. Trapped là cái bẫy. Cái bẫy này mình không có biết ai ấy đã lấy cái lồng này và nhốt cái chú chim này lại.
Nhưng mà nếu nó nằm kế bên The Self là chính các bạn tụ bài số 3, có nghĩa là chúng ta đang có những cái nhìn đó, limit, lúc nãy mình dùng cái chữ limit là giới hạn đó các bạn. À, cái lồng này nè, nó đang nhốt cái chú chim, con quạ chứ hả, chú chim này lại. Thành ra là chú chim đang chờ một cái khoảnh khắc nào đó mà cái cánh cửa lồng này nó mở ra, hoặc là phải có ai đó tháo ra để mà chú chim này không có còn bị nhốt như thế này nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đến bao giờ và khi nào đây thì chú chim này mới được giải thoát và giải phóng, mà nó lại nằm kế bên The Self, có nghĩa là chính chú chim này phải tự cứu chú chim này thôi. À, vậy thì không quan trọng bao lâu hoặc là khi nào mà chắc chắn một điều rằng là chú chim này sẽ được giải phóng. Cái tình trạng, cái hoàn cảnh mà các bạn tụ bài số 3 bạn cảm thấy bạn bị tù túng hoặc là bị bế tắc hoặc là bị giới hạn đó, bị bó hẹp lại á, thì nó chỉ là cái bẫy thôi, tạm thời nó chỉ là cái bẫy thôi chứ nó không có phải là tất cả đâu. Bởi vậy cho nên lúc nãy mình mới nói với các bạn tụ tụ ba là hay là bạn pause, bạn 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 đứng hình đó, bạn ngừng cái video này lại một chút xíu, bạn soi gương được không? Cái bản ngã nào đang kìm hãm bạn vậy? Cái ego nào đang kìm hãm tụ bài số 3 vậy? Tự nhiên đến đây á, mình dùng cái chữ bản ngã, nó khá phổ biến, nó không có thuộc về một cái tôn giáo nào cả. Nhưng mà khi mà mình đẩy qua cái chữ này, có lẽ các bạn sẽ không biết, là có thể bạn biết nhưng biết chưa rõ, hoặc là bạn lần đầu nghe, hoặc là bạn biết rõ rồi, thì mình cũng xin phép mình chuyển một chút xíu từ vô từ từ bản ngã mình đẩy một chút xíu sang vô ngã đó. Bạn đừng có ngã về bên nào hết là không ngã, vô ngã có phải là như vậy không? Có nghĩa là như này là các bạn, nó hơi thuộc về giáo lý của Phật giáo một chút xíu, thì vào mình sẽ không có đẩy cái buổi mà giải bài nó trượt về cái phía đó đâu, nhưng mà mình chỉ gợi mở nhẹ thôi. Cho nên nếu như bạn nào mà hữu duyên, bạn sẽ tìm hiểu về vô ngã hoặc là một cái tình huống nào mà nó phù hợp hơn. Trong tương lai gần sắp tới mình sẽ chia sẻ với bạn về vô ngã, nhưng mà đây là một cái tình huống mà cái bẫy tâm lý do giới hạn của bạn tạo ra và làm cho bạn cảm thấy rằng là mình bị bế tắc quá, là mình không có giải quyết được, là mình không có xử lý được. Thì với hai lá bài thôi, mình vẫn còn đang tiếp tục lấy bài, thì mình vẫn đang nhìn thấy là tình huống của bạn hoàn toàn giải quyết được, hoàn toàn xử lý được, do bạn, nhờ bạn. Xin người thầy tâm linh Future Self hãy gửi tín hiệu chỉ dẫn cho tụ 3 giải quyết và xử lý tình hình hiện tại của tụ 3. Beggar, beggar giống như là cái người van xin, giống như là cái người cầu xin vậy. Comfort empowerment at the level of physical survival awaken the spiritual authority of humility, compassion, self esteem. Ok, rồi. Đây là cái chữ mà mình đang muốn. Hay quá, nó trùng hợp luôn. Self esteem, lòng tự trọng, cái tự tôn của các bạn tụ bài số 3 đấy. Vậy thì lúc nãy mới nói cái beggar này giống như cái người van xin, cái người cầu xin. Đôi khi không có xin lỗi bạn. Đôi khi không có phải là hỏi, mở miệng nói cái gì đó thì nó mới là xin xỏ, cầu xin. Thậm chí mình xin phép mình nói một chút xíu là không phải là cứ ngã ngã tay ra đó, gọi là xin thức ăn hay xin tiền thì mới gọi là cầu xin đâu. Đôi khi nó có những cái mà nhỏ nhỏ trong cuộc sống mình quên, mình không có để ý, mình không có nhận ra rằng là mình thích được cái sự để ý đó. À, nó cũng là một dạng backer. Vậy thì quay trở lại nhé, mình áp một chút xíu mang cái tính thực tế của năng lượng thông điệp trải bài tụ 3. Đôi khi cái lòng tự tôn của bạn, có nghĩa là bạn 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 giới hạn bản thân của bạn rồi. Bạn muốn người ta phải coi trọng hay là người ta để ý mình á, rồi đâm ra là bạn không có nhúc nhích được, giống như kiểu trapped, cái bẫy ở bên này nè. Nó làm cho mình băn khoăn khi mình nhìn lá bài này quá. Tụ ba cho mình lấy thêm lá bài. Xin người thầy tâm linh Future Self của các bạn tụ ba hãy gửi tín hiệu chỉ dẫn để tụ ba xử lý và giải quyết tình hình hiện tại. Bạn nhận được lá bài là Deep Diver, Diving into a Task. Chà, thôi đừng giới hạn bản thân của mình nữa, hãy vô ngã đi. Tụ ba. Lúc nãy mình nói mình không có muốn đẩy cái trải bài nó ngã sâu quá về cái góc độ vô ngã, nhưng mà tự nhiên cái mình lại muốn lấn cấn, mình muốn nói đôi chút. Tại vì các bạn hình dung cái vô ngã nó rất là tuyệt vời, thậm chí cả như là một cái cơn đau á, nhưng mà bạn vẫn có thể, nếu mà bạn nói rằng là nó thiếu một cái cơ sở nào đó, nhưng mình vẫn nghĩ rằng là bạn bạn không có bám vào một cái giáo lý của tôn giáo, bạn vẫn có thể bám vào cái kiến thức thường nhật, kiến thức phổ thông mà chúng ta học, chúng ta biết.
để chúng ta xử lý, cứ kiểu giống như một cơn đau, bạn có thể tự kỷ ám thị của mình, bạn có thể gửi cái năng lượng đó nó chệch hướng đi, bạn đừng tập trung vào nỗi đau á, bạn để cái sự để tâm năng lượng của mình vào cái việc khác thì nó có thể chế ngự và bạn quên đi cái nỗi đau á. Đó theo kiểu giống vậy đó, là bạn đang vô thức, bạn đang làm cái vô ngã ở trong giáo lý đạo Phật rồi đó. Đó nó kiểu giống vậy. À, mình chia sẻ ngắn nãy giờ 10 giây, không không có để trượt xa quá. Quay trở lại nội dung của tụ bài số 3, Deep Diver. Lặn sâu thêm một chút xíu nữa, tìm hiểu kỹ thêm một chút xíu nữa, đừng để giới hạn tâm lý, cái bản ngã đó nó níu kéo bạn lại. Đừng để bất kể những cái cảm giác tâm lý hay là những cái gì mà bạn chỉ đang tưởng ra thôi, nó không có làm cho bạn đào sâu vào vấn đề, nó không cho bạn có thể nghiên cứu tìm hiểu kỹ, lặn sâu, into a task, lặn vào trong một cái nhiệm vụ nào đó. Gạt bỏ những cái giới hạn bản thân đi, vô ngã đi, và bạn chỉ có ngã vào trong cái sự việc bạn cần phải làm thôi, còn lại bạn vô hết. Nó giống vậy thì có lẽ rằng là bạn sẽ thấy được nhiều điều lắm, và nó rất chi là dễ dàng và đơn giản để bạn giải quyết, để bạn xử lý. Cái cách giải quyết, cái cách xử lý là cứ hãy nhào tới, muốn gì cứ hãy nhào tới, đừng để cái giới hạn bản thân, đừng để cái self esteem nó kìm hãm bạn lại, đâm ra bạn lại không nhìn thấy được vấn đề, đâm ra lại lại không có giải quyết được, không có xử lý được. Xin người thầy tâm linh Future Self hãy cho các bạn tụ bài số 3 thông điệp chỉ dẫn để giải quyết và xử lý tình hình hiện tại. House là cái căn nhà rất là đẹp, cho mình có một cái cảm giác của cái sự vững chắc, của một cái sự vững chãi. Đây sẵn đây, bạn cho mình lấy cái lá bài rồi chúng ta chia sẻ luôn một lần. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 3. Xin người thầy tâm linh Future Self hãy cho các bạn tụ bài số 3. Dấu hiệu chỉ dẫn, soi đường, chỉ lối để dẫn dắt tụ 3 xử lý, giải quyết tình hình hiện tại. Ba ly, chín ly, The Chariot là cỗ xe nó bị ngược, và cả hai ly, thủy, thủy, thủy là nước, nó lại bị cảm xúc ở đây rồi. Cảm xúc cho đến cả là cảm tính thì chưa đến mức độ đâu. Chỉ có một cái mình đang thấy là bạn tự tạo giới hạn cho bản thân của mình. Bạn cho mình những cái ngờ và vực, những cái nghi hoặc của bản thân của mình, bạn kìm hãm bạn lại mất tiêu rồi. Đâm ra bạn không có kết nối, bạn không có mắc mớ được, bạn không có mắc xích được, bạn không có giao tiếp gắn phối hợp được, tương tác được với những cái người mà biết đâu lại giúp ích được cho bạn, sẽ đẩy được cái xe của bạn, sẽ đẩy được cái thuyền của bạn, sẽ đẩy được cái việc, cái chuyện của bạn nó được giải quyết, được xử lý, tiến về phía trước. Cho nên căn nhà này nó vẫn đang cho mình nhìn thấy một cái gì đó, nó mang cái tính tập thể, gắn kết, ấm áp, chắc chắn, vững vàng và ổn định ở đây. Vậy thì hình như là tụ ba, bạn sẽ cảm thấy nó dễ thở hơn rất nhiều đấy. Bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu và bạn sẽ hài lòng với chính mình rất rất nhiều khi mà bạn bỏ cái lòng tự tôn xuống để nói chuyện với người ta đi, để phối hợp với người ta, thậm chí cả là vui vẻ cười nói đi chơi với người ta đi, với những người có liên quan trong cái tập thể của bạn, trong cái gắn kết của bạn, trong phạm vi câu chuyện của các bạn, dấn thân sâu vào tìm hiểu họ, dấn sân thân sâu vào gắn kết với họ, rồi xong sau đó chúng ta trở thành một cái tập thể để mà dấn sân, thân sâu vào trong cái task. Thì tự nhiên mọi mọi việc nó trôi chảy nhanh lắm. Cái lá bài Chariot này mình nhìn thẳng lại, mình để thẳng lại để cho mình thấy là nó kiểu giống như nó không có cái sự tắc nghẽn ở đây nữa. Mọi thứ tự nhiên không, bạn hình dung là tự nhiên nó giống như cái bánh răng, mà bánh xe bánh răng của cái đồng hồ nó mắc xích với nhau như thế này nè. Chỉ cần một cái kích hoạt duy nhất là từ chỗ các bạn đây nè, là bạn hình dung nguyên một cái bộ máy nó quay 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 rụt rụt rụt, nó quay hết đó. Mọi thứ nó không có tắc nghẽn, giải quyết xong, xử lý xong hết luôn đấy tụ ba. Vậy thì đến đây trải bài của bạn, mình cũng không có gì để mình phải triển khai thêm để cho bạn hiểu rõ bất kể một cái lá bài nào đây, cả câu chuyện nó quá rõ rõ rành rành luôn rồi đó. Thành ra là Future Self có nghĩa là phiên bản của tụ bài số 3 ở trường năng lượng khác, ở trường không gian khác, cho bạn thấy rằng mọi chuyện ở phía trước nó đang gắn kết hài hòa vui vẻ lắm. Cho nên ngay từ bây giờ bạn phải kích hoạt cái chuyện đó đi, gắn kết hài hòa ngay từ bây giờ, vui
rồi để bạn được vui và để mọi thứ nó không có tắc nghẽn. Thành ra mới đến đây mới tạm ngừng để cho bạn lắng động lại một chút xíu về cái thông điệp này nhé. Cầu chúc mọi sự hanh thông thuận lợi, tất cả các mối quan hệ hài hòa, vui vẻ, gắn kết và mọi sự nó sẽ đón nhận thật nhiều phước lành cho tụ bà số 3 nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.